Em xin kính chào các bác nhé, xin chào cả nhà. Hôm nay thì mang của hồi môn ra bán đây các bác. Này có một cái giò tác phẩm rất là đẹp. Đó, một giò tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng. Hàng này là giống của Thái các bác nhé. Giống của cây này là giống của Thái Lan. Đó, dòng hoa này là dòng hoa gọi là, nó là dòng tam màu sắc đột biến, hay còn gọi là tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng các bác, hay còn gọi là hàng va đấy. Đó, bác ơi, đây cái giò này rất là to. Bữa trước thì em có bán một giò to rồi, xong thì còn một giò này tính để lại, còn hai giò nhỏ nhỏ hơn nữa, nhưng mà hôm nay em mang giò to ra bán trước các bác nhé. Em sale nốt thì như những cái phiên trước các bác nhà mình xem, nhà em like thì tất cả các mặt hàng em cũng đã đều bán sale, bán giá thanh lý thì cũng đã bán khá là nhiều và cũng gần hết rồi các bác. Đây còn giò này rất là to, trấn thủ vườn này. Đấy, các bác thấy không, tam màu sắc hoa của nó là dòng hoa vàng. Đó, hoa vàng lưỡi trắng, nó giống như cái dòng nhạn A3 hoa vàng lưỡi trắng đấy các bác ạ, rất là đẹp nhé. Cây này còn lá còn có độ sọc nhẹ này, nhìn là mặt dưới sẽ thấy rõ hơn. Đó. Nói chung hàng này nó là hàng hàng của Thái các bác, là giống của Thái, rất là to như này, nuôi thuần cũng trên 10 năm rồi. Thì em làm cái đoạn video này để quay lên giới thiệu các bác nhà mình. Thì cũng là đang trong cái chương trình là bán sale hết các mã hàng, nhà em xả gần hết rồi, các mã hàng luôn, tất cả luôn ạ, chứ không phải một mặt hàng nào cả, em bán thanh lý hết cả vườn luôn. Nhà bác nào nhà mình có nhu cầu muốn sưu tầm thì mình liên hệ cho em gái theo số điện thoại em để trên màn hình để mua hàng nhé. Đó, giò này bình thường tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng, giò này giá không có dưới giá 4 triệu 5 các bác. Các bác mình tìm hiểu kỹ về dòng này các bác mình sẽ biết nhé, không có dưới giá 4 triệu 5 cho một giò to này đâu. Ở trong tại line này nếu bác nào nhà mình vào việc được, sưu tầm được tác phẩm này thì em sell nốt cho các bác nhà mình cái giò này nhé, giò này rất là to. Đó, đây em đứng ở trên cao để em quay cho các bác nhà mình dễ nhìn. Hôm nay bác nào chốt được giò to này em sell nốt các bác nhà mình còn 1 triệu 9 nhá. Tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng. Đó, hàng này nuôi ở trên chục năm rồi. 1.900.000 các bác ạ, 1.900.000. Rất là to. Đó, rất là đẹp các bác ạ. Đó, cả nhà mình ghé qua like, bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm cái này là ghép trên rò gỗ các bác nhé, ghép trên rò gỗ rất là bền đấy. Gỗ này cũng được hơn chục năm, mười mấy năm rồi nhưng còn bền lắm các bác, khỏe lắm. Hoa đẹp lắm cả nhà mình ạ. Đấy bác nào mà vị như cái giò này đang rất là to và mẹ đẻ con nhiều rồi, bác nào mình muốn tách ấy, mình về cũng có thể tách ra một vài ngọn để mình nhân ra thành những cái giò mới. Đó. Ok chưa? Rồi em chuyển đơn các bác nhé, vì giò này nó rất là to, em chuyển đơn. Tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng, giá có 1.900.000 đấy các bác ạ. Nay ở đây em có một cái chậu phượng hoàng lửa, một dòng hoa rất là đẹp. Cây này thì chậu này có hai cây, trong đấy có cây này mẹ đẻ con các bác này, có cây này mẹ đẻ con rồi này. Đó, để đếm ngọn là nó sẽ là ba cây rồi, vì có hai cây nhưng có một cây mẹ đẻ con. Một chậu phượng hoàng lửa các bác nhé, chậu này thì bác nào chốt được em để các bác nhà mình là 300, 300.000 chậu phượng hoàng lửa các bác nhé. Đó, hoa rất là đẹp. Năm này được hai lần hoa, đây là cũng là một cái dòng hoa của Thái, một giống của Thái, hoa rất là thơm. Đẹp lắm các bác ạ. Đó, nuôi thuần ở vườn cũng được mấy năm rồi đấy, em treo không như vậy nó là dòng dễ gió các bác ạ. Đó, chậu phượng hoàng lửa này chia sẻ các bác mình là 300.000 nhé. Ở đây thì em có một cái cây đai châu đỏ, cái này là màu đỏ sắc pháo này, hàng Thái đấy. Nó bị lỗi lá các bác, sau cái trận bão mưa bão vừa rồi nhà em là nó có bị lỗi lá, kiểu nó va đập vào nhau các bác, hai chậu bên cạnh nó va vào nhau, nó tóm lại nó rách lá nhưng mà không bị gãy ngọn các bác nhé, không bị gãy ngọn đâu. Đó, cái chậu này là chậu đỏ sắc pháo đai châu. Cái cây này nếu mà bình thường mà không bị gãy dập ấy, lành lặn này, bên em bán cái chậu mà lá to lá mít như này nó sẽ dao động khoảng tầm vào 450 một chậu. Nói chung là bây giờ nó bị lỗi thì chậu này em bán các bác thì mình chậu này còn với giá bằng 150 này, 150.000 ạ. Đấy, bác lấy chậu này mình chốt giúp em là 150.000 nhé. Cây này là cây đỏ sắc pháo. Đó. Tết vẫn có hoa bình thường các bác ạ. Ở đây thì em còn mấy cây trâu màu cam lửa. Màu cam lửa các bác ạ. Đây còn một cây này. Hai cây này. Cây này, cây thứ hai được hai cây đôi này. Đó. Hai cây nhưng mà tính là thành ba mất rồi. Đấy, đến nếu để đếm ngọn là thành ba cây rồi. Chỗ này cây nữa là bốn này. Đó. Cây này là cây trâu màu cam lửa nhé. Chỗ này là cây nữa là năm cây. 5 cây trâu màu cam lửa như thế này thì nếu bác nào chốt được đơn này 5 cây này thì em lấy các bác nhà mình 5 cây này với giá bằng 300.000 các bác nhé, 300 cho 5 cây, tính ra chỉ vài chục nghìn một cây thôi, em bán sell nốt nhé. Đây là màu cam lửa các bác ạ. Cam lửa, dòng cam cam lửa đỏ ấy, màu đỏ rực ấy các bác, màu màu rực ấy, không phải là màu màu đất đâu nhé các bác nhé. Cam này nó có hai màu cam, một là màu cam lửa đất, màu cam đất ấy, một là màu cam lửa nữa, cam lửa là cam lửa đỏ tươi ấy. Thì cái này nó là màu cam lửa này. Đó. Chỗ này thì được đấy các bác nhà mình nhé, em vừa để đếm ngọn thì nếu mà đếm chậu thì nó được 4 chậu nhưng mà để đếm ngọn nó sẽ được 5 ngọn. Đấy thì như đơn này em để các bác nhà mình đơn này 300 nhá. 300 cho đơn cam lửa này, đai châu cam lửa. Đó. Ở đây thì em có cái chậu năm cánh trắng bạch tuyết này. Ở đây có hai chậu. Thì đây chậu này các bác này. Kỳ nó rất là nhiều các bác, năm cánh trắng bạch tuyết nhá. Ngày xưa nó cũng
đắt đỏ lắm các bác ạ. Ngày xưa sờ được đến cái hàng này nó cũng hơi bị hơi bị tốn kém đấy, cả nửa gia tài đấy. Đấy, như cái chậu năng anh trắng bạch tuyết, chậu này bác là chốt được em lấy cho chậu này là 200. Còn chậu này vẫn là chậu năng anh trắng bạch tuyết, chậu này em lấy cho chậu này 150, chậu này 150. Còn nếu mà lấy cả hai chậu thì lấy cả hai chậu là 300 các bác nhé, lấy cả hai chậu này là 300 nhé. Đây là năm cánh trắng bạch tuyết, hoa đẹp lắm cả nhà mình ạ. Bác nhà mình ơi, bây giờ nó rẻ rồi, lại sưu tầm về chơi các bác ạ. Đó, bác nào chốt được chậu nào mình chốt giúp em nhé. Đây năm cánh trắng bạch tuyết. Đây em còn một chậu bướm đại ngàn này, đây chậu này. Chậu này nó cũng được nhiều kỳ lắm các bác, sum suê lắm, một chậu bướm đại ngàn nhé. Đó, đây, kỳ cũng nhiều, mầm gốc cũng nhiều. Chậu bướm đại ngàn này bác nào chốt được em để cho bằng 100.000 các bác ạ. Chậu này để cho các bác mình 100.000 nhá. Đó, cho chậu này bướm đại ngàn, nó vẫn là dòng cánh trắng các bác, hoa đẹp lắm cả nhà mình ạ. Đó, bác nào nhà mình sưu tầm được mình chốt giúp em. Đây còn một chậu năm cánh trắng cát bà này, năm cánh trắng cát bà, cái này nó là dòng, này nó là dòng lá mít. Đó, năm cánh trắng cát bà các bác nhé. Đây ạ, kỳ mầm gốc rất là nhiều. Năm cánh trắng cát bà, chậu này nó là cái chậu sứ, chậu sứ và thuần cũng rất là lâu rồi nên nó bị vỡ chậu các bác thấy không? Đây nó vỡ chậu này, nhưng nó chả vấn đề gì các bác, thì mình về lồng cái chậu khác vào là được. Cái giá thể nó rất là lâu rồi nên là dễ nó ăn vòng quanh xung quanh giá thể hết rồi. Chậu năm cánh trắng cát bà này bác nào nhà mình mà chốt được thì em lấy chậu này với giá bằng 170.000 nhá, 170.000 chậu này. Đó, em chỉ làm đoạn video ngắn để quay một vài mã như vậy thôi. Còn bên em còn nhiều hàng lắm, nhưng mà các bác nhà mình mà có thiện chí mua những mặt hàng gì á thì các bác nhà mình liên hệ với số điện thoại bên em nhé để mua hàng nhé. Nhà em còn nhiều mã hàng em bán thanh lý lắm các bác ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác nhà mình trong phiên video của ngày hôm sau nhé.